Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Để khởi động cho tiết học đầy thú vị hôm nay, các bạn hãy cùng quan sát vào màn hình và cho cô biết trong màn hình có những hình ảnh nào nhé. Đúng rồi, đầu tiên chúng mình sẽ thấy có hình ảnh của một cái rổ, cái tô và mâm cỗ. Như vậy, chúng ta sẽ chú ý vào các tiếng rổ, tô, cỗ. Trong những tiếng này, chúng ta thấy tất cả các tiếng đều có âm chữ O. Đặc biệt, trong tiếng cỗ có dấu ngã trên đầu âm chữ O. Và âm chữ O cùng với dấu ngã sẽ là nội dung bài học hôm nay của chúng mình đấy. Bên cạnh đó, ở tiết học này, cô cũng sẽ hướng dẫn đến các bạn cách để mình viết số 7. Trước hết, chúng mình cùng đến với phần nhận diện nào. Cô có chữ O in hoa, chữ O in thường và chữ O viết thường. Hãy quan sát thật kỹ cùng cô nhé. Đây là chữ O in hoa, đây là chữ O in thường và đây là chữ O viết thường. Để chắc chắn mình đã nhận diện được mặt chữ, hãy giúp cô hoàn thành bài tập sau. Rất giỏi, cô khen các con. Tiếp theo, hãy cùng quan sát vào màn hình và lắng nghe cô đọc mẫu nhé. O, O. Hãy đọc đồng thanh với cô nào. O, O. Rất giỏi, chúng mình đã được học chữ O, Ơ và hôm nay là O. Có thể thấy cách viết có nét giống nhau nhưng khi đọc có phát âm khác nhau nên các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Để biết mình đã phân biệt được cách đọc của chữ O thì hãy vượt qua bài tập sau đây. Như vậy là chúng mình đã biết rất rõ cách đọc đúng của chữ cái trên rồi đó. Ở những tiết học trước, các bạn đã được học các dấu huyền, sắc, hỏi và nặng. Ở bài học này, các bạn lại được tiếp tục làm quen với dấu ngã có trong tiếng Việt. Quan sát thật kỹ vào màn hình cùng với cô nhé. Chúng mình có các tiếng là ba, cô, bo. Khi có thanh ngã, cách đọc các tiếng của mình có sự khác nhau. Ví dụ như chúng mình có ba, bả, cô, cổ, bo, bỏ. Nào, hãy cùng đọc lại với cô nhé. Ba, bả, cô, cổ, bo, bỏ. Như vậy, có thể thấy cách đọc và phát âm khi có thanh ngã rất đặc biệt, phải không nào? Bây giờ, hãy cùng cô đọc thanh này nhé. Ngã, ngã. Đọc lại cùng với cô nào. Ngã, ngã. Rất tốt. Hãy giúp cô hoàn thành bài tập sau đây nhé. Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, các bạn sẽ rất hay bắt gặp nhiều từ hoặc tiếng có chứa dấu ngã như muỗng, nĩa, ngỗng, mũi, vân vân. Chắc chắn đến đây chúng mình đã nhận diện và đọc được rồi, đúng không? Tiếp theo, các bạn sẽ cùng nhận diện và đánh vần mô hình tiếng nhé. Đầu tiên là mô hình tiếng có âm chữ O. Chúng mình có tiếng cô. Ở đây, âm chữ O là âm chính đứng sau, âm chữ cờ đứng trước, được đánh vần là cờ, ô, cô. Đọc trơn, cô. Nào, cùng đánh vần và đọc trơn với cô.
cơ. Ô, cô. Rất giỏi, hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây nào. Một mô hình mới mà cô muốn giới thiệu đến các bạn là mô hình tiếng có thanh ngã. Các bạn cùng quan sát. Cô có tiếng cổ gồm âm cơ đứng trước, âm ô đứng sau. Đặc biệt, trên đầu âm ô có dấu ngã. Hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn nhé. Cơ, ô, cô, ngã, cổ, cổ. Trong video bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn đến chúng mình cách viết chữ ô. Các bạn cùng quan sát và luyện tập trong vở tập viết nhé. Hôm trước, cô đã hướng dẫn đến các bạn cách viết chữ cờ. Khi tập viết tiếng cô, chúng mình sẽ viết chữ cờ đứng trước, chữ ô đứng sau để tạo nên tiếng cô. Tương tự như vậy, nếu như có dấu ngã trên đầu chữ ô, chúng mình sẽ có tiếng cổ. Các bạn hãy luyện viết nhiều hơn cho chữ đẹp và tròn nhé. Ở video trước, các bạn đã được học cách viết từ số 1 đến số 6. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách viết số 7. Cùng quan sát nào! Đôi khi, các bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa cách viết số 1 và cách viết số 7. Các con cần phải lưu ý về vấn đề này nhé. Vậy, làm thế nào để gõ chữ ô trên bàn phím máy tính? Hãy quan sát với cô. Đây là vị trí của chữ O. Để gõ chữ ô, chúng mình cần phải gõ 2 lần liên tiếp vào chữ O là hoàn thành rồi. Vậy, muốn gõ tiếng cô, chúng mình sẽ gõ chữ cờ trước, chữ ô sau. Lưu ý, hai chữ không có khoảng cách nhé. Nếu bạn nào muốn gõ tiếng cổ thì chúng mình có thể gõ chữ cô như đã hướng dẫn. Sau đó mình gõ vào chữ X thì sẽ có dấu ngã trên đầu của chữ ô rồi. Quá đơn giản đúng không nào? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đến với phần luyện tập đánh vần và đọc trơn ở những tiếng từ mới nhé. Cô có các tiếng sau: cô, cổ, cổ, bố. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào. Cờ, ô, cô, cô. Cờ, ô, cô, ngã, cổ, cổ. Cờ, ô, cô, hỏi, cổ, cổ. Bờ, ô, bô, sắc, bố, bố. Các bạn làm rất tốt. Vậy, cô được hiểu là gì? Cô là người dạy cho chúng mình từng con chữ ở trường học, đúng không nào? Còn cổ tức là một mâm thức ăn mà người ta dùng để cúng trong các ngày lễ Tết hay khi người thân đã khuất. Đây là một trong những phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Từ cổ thì rất đơn giản đúng không nào? Đây là một bộ phận của con người. Và cuối cùng là bố. Chắc chắn bạn nào cũng biết nghĩa của từ này.
bố hay còn gọi là ba, hoặc là cha, là người sinh thành và nuôi nấng chúng mình. Trong cuộc sống, chúng ta cũng hay bắt gặp nhiều tiếng hoặc từ có âm chữ ô như ô tô, ngô, xô, gỗ. Trong bài học này, chúng mình cũng có một câu ứng dụng, đó là bà có gỗ. Hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn cả câu nhé. Bờ a ba huyền ba ba cờ o co sắc có có cờ ô cô ngã cổ cổ bà có cổ. Để kết thúc video bài học hôm nay, các bạn hãy cùng nhau đến với phần mở rộng. Quan sát vào bức tranh, con thấy những gì? À, đúng rồi, trong tranh có bạn nhỏ và xe ô tô, hay các bạn có thể gọi là xe hơi cũng được nhé. Nhìn kỹ hơn thì mình còn có những nốt nhạc. Vậy, bài hát gì mà mình đã được học nhỉ? Đúng rồi đó. Đó là bài Em tập lái ô tô. Những giai điệu này cũng đã kết thúc bài học hôm nay của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.